anh em, để có thể theo dõi và cập nhật nhanh trong các bài giảng và video, các bạn hãy bấm vào nút subscribe trên YouTube. Bạn có thể yêu cầu bài giảng, đặt câu hỏi và xem các video nhảm nhí mà mình làm bằng cách search Hiển Râu trên Facebook và bấm follow nhá. Yeah. Hôm nay thì mình sẽ lại làm một cái bài để gọi là trả lời các câu hỏi mà bởi vì rất nhiều anh em hỏi. Mặc dù mình đã làm rất là nhiều bài hướng dẫn rồi mà nhưng mà mình luôn thấy có một cái câu hỏi luôn thường trực. Có rất nhiều bạn hỏi là không thể chuyển được hợp âm, hoặc là chuyển hợp âm rất là chậm, làm thế nào để chuyển được hợp âm nhanh. Nói chung là đây là những cái câu chuyện liên quan đến xoay cánh chuyển hợp âm, bởi vì có rất nhiều bạn cái phần chuyển hợp âm rất là khó khăn. Các bạn còn hỏi mình là một bài hát thì một hợp âm đấy thì đánh bao nhiêu lần hay là đánh điệu cái gì đấy, mình thấy cái đấy rất là buồn cười. Những cái đấy thì bây giờ trong bài này thì mình sẽ phần hướng dẫn này mình sẽ giải thích về những cái đấy, với cả để cho các bạn tập cho nó cẩn thận hơn. Đấy, đại khái là như vậy thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay quanh cái việc là làm thế nào để chuyển hợp âm được nhanh, được chuyển hợp âm để làm sao mà chơi được cả bài. Ok, nó sẽ như này. Thứ nhất là có rất nhiều mẹo để các bạn có thể chuyển được hợp âm, nhưng mà theo mình đấy là các bạn đừng tập theo mẹo gì cả. Các bạn cứ cố gắng chuyển nhanh nhất có thể. Vậy thôi, bởi vì giả dụ như là có một cái mẹo mà rất nhiều người để ý đến, đấy là ví dụ như là khi mà mình đánh đô chẳng hạn. Đấy, xong rồi có thể có cái mẹo đấy là khi mình chuyển sang la thứ thì cái ngón giữa và ngón trỏ này của mình là nó giống y hệt đô trưởng, mình chỉ phải đưa ngón út xuống, ngón ám út xuống thôi. Đấy cũng có thể là một cái mẹo, nhưng mà khi các bạn nhớ quá nhiều mẹo như thế nó cũng sẽ rất là rắc rối. Thì các bạn chỉ cần nhớ đơn thuần là các bạn chuyển nhanh nhất có thể, vậy thôi. Chúng ta chỉ cần nhớ chuyển. Cái việc mà chúng ta nhớ theo mẹo thì nó chỉ xảy ra trong cái trường hợp là trong một trường hợp nhất định ở đấy thôi. Ví dụ từ đô chuyển sang la thứ, nhưng mà từ đô chúng ta chuyển sang son còn nhiều hơn từ đô chuyển sang la thứ. Đấy, nghe chưa? Việc nhớ theo mẹo đấy cũng xảy ra một vấn đề là nhiều bạn sẽ cái thế tay của các bạn nó sẽ phải thay đổi theo cái mẹo đấy. Ví dụ nhiều bạn chơi đô như này, các bạn muốn chuyển sang son nhanh thì các bạn sẽ cho ngón áp út giữa lên và ngón út xuống dưới như này. Đấy là một số mẹo người ta nói như vậy. Nhưng mà nếu như thế này các bạn sẽ bấm son trông như thế này. Đấy, còn rất nhiều son các bạn chơi các bạn phải bấm như thế này thì các bạn mới kiểu đấy, thì nó sẽ khiến cho việc các bạn lúc nào cũng chỉ quen một cái thế tay như thế này. Thì chúng ta hãy để cho tập ấy, thì theo mình đấy là đừng có tập theo mẹo gì cả, hãy cố gắng chuyển nhanh nhất có thể thôi. Thứ hai là nếu các bạn không thể chuyển theo kiểu là tất cả hợp âm chuyển cùng lúc như thế này thì các bạn đánh theo kiểu là khi mà bấm một hợp âm thì các bạn bấm ngón tay ở trên cao xuống trước. Ví dụ như khi mà mình chơi đô như thế này thì mình theo thói quen là mình sẽ đặt phát là ăn đô luôn, đặt phát một phát là cả đô luôn. Đấy, đô luôn. Nếu các bạn không đặt được cùng lúc như thế thì các bạn hãy bấm từng ngón một. Ví dụ đô như thế này, các bạn cho ngón áp út vào trước, tức là ở trên dây cao đi xuống, cho đưa từ dây cao xuống, đô trước xong đến, đấy, xong đến đây. Đấy, nó chỉ đơn giản là như thế thôi. Thì tất cả các hợp âm chúng ta sẽ đưa từ trên xuống trước, son. Đấy, mi, la thứ. Đấy. Trường hợp này là để bởi vì khi mà chúng ta giải ấy, chúng ta luôn giải dây bát trước. Đấy, nó đại khái là như vậy, cho nên chúng ta phải cho dây trên cao vào trước. Đấy, đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà đúng chuẩn nhất ấy, thì đấy là chúng ta nên chuyển theo kiểu là chuyển tất cả các ngón đi cùng một lúc, chứ đừng chuyển từng ngón một. Đô, son, fa, son, mi, la, re. Đấy, tất cả các ngón cùng một lúc luôn. Thì nó sẽ bấm nghe nó chuẩn hơn. Nếu các bạn giải các bạn có thể đi từng ngón, nhưng nếu các bạn quạt thì các bạn phải cố gắng để bấm vào tất cả các ngón cùng lúc, nếu không nghe nó sẽ rất là kỳ. Đấy, nó đại khái như vậy thôi. Với cả có rất nhiều bạn chuyển hợp âm theo kiểu như thế này. Mỗi khi các bạn bấm hợp âm nào đó, các bạn chuyển sang hợp âm tiếp theo, các bạn đưa hết cả cái tay ra ngoài để chuyển nhé. Đấy, kiểu như thế. Các bạn mỗi lần bấm các bạn đưa ra rất là xa như thế. Như thế thì nó sẽ khiến việc vào hợp âm rất là lâu. Thì các bạn hãy để ý là khi mình chuyển hợp âm, các bạn sẽ thấy là mình nhảy ngón ngay lập tức. Cái đường đi của mình khi mình chuyển qua các hợp âm, mình để nó rất là sát dây, nó rất là gần dây thế này. Đấy, tất cả thế tay của mình đều rất là gần dây. Đấy, ok chưa? Đều rất là gần dây, chứ không phải mình bỏ hết ra xong mình ở đấy, không phải kiểu thế. Chúng ta đấy, đi gọn gàng thôi, đi gọn gàng thôi. Ok chưa? Nếu như nhìn tay của mình cho nó sẽ kiểu này, mình đi rất là gọn gàng như này. Đấy, ok chưa? Chứ đừng có đấy, đừng kiểu như thế. Nó đơn giản là như thế thôi. Một vấn đề nữa đấy là đừng có nhảy hợp âm nó quá nhanh mà các bạn chỉ cứ đưa tay một cái bình tĩnh thôi. Nó có nghĩa là như thế này. Khi các bạn chuyển vào có rất nhiều bạn đang đồ như này. Tức là các bạn chuyển động nó, đấy. Tức là kiểu các bạn đưa tay như kiểu phát tay ra các bạn cứ thế này. Đấy. Tức là trông nó rất là vội vàng, trông nó rất kinh khủng. Chúng ta chuyển vào không đến nỗi phải vội vàng như thế cả, chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Tức là như thế này. Đấy. Đơn giản vậy thôi, kể cả như bài mình đưa tay vẫn rất là bình tĩnh, mình không kiểu đấy, mình không kiểu nó nhanh như vậy, nó không phải quá vội vàng, đừng đưa tay quá nhanh vậy, cứ bình tĩnh, đơn giản vậy thôi. Cái quan trọng nữa đấy là thế tay của các bạn bấm, thì rất nhiều bạn chơi theo kiểu như này. Khi các bạn bấm đô thì cái tay các bạn trong này, nhưng khi các bạn bấm so tay các bạn như này, rồi mi tay các bạn lại như này, xong rê tay các bạn lại như này, rồi các bạn lại như này. Tức là cái cánh tay và cái bàn tay các bạn mẹ nó múa quá kinh đấy, nó múa quá nhiều. Chúng ta không chơi theo kiểu đấy mà chúng ta sẽ đặt tay lên đàn như thế này đấy. Chúng ta sẽ đặt tay, tức là chúng ta sẽ có điểm này, đây là điểm đầu tiên, đây là điểm thứ hai. Chúng ta sẽ có hai điểm này chạm vào cần đàn đấy, đặt rất nhẹ nhàng vào cần đàn, ok chưa. Sau đó chúng ta bấm hợp âm, thì các bạn hãy để ý là mỗi khi mình chuyển hợp âm thì chỉ gần như chỉ có cái ngón tay của mình di chuyển thôi. Đấy, anh em thấy không? Chỉ có ngón tay của mình di chuyển thôi. Bàn tay của mình chỉ đưa qua đưa lại một cách rất là nhẹ nhàng. Nhưng hai cái điểm bám này của mình nó vẫn chỉ ở một vị trí mà thôi. Đấy, cái thế tay của chúng ta là phải như vậy thì chúng ta chuyển hợp âm nó mới nhanh được. Còn nếu các bạn mỗi hợp âm các bạn lại có một cái tư thế đặt tay khác nhau như thế này thì kiểu gì nó cũng lỗi thôi. Hãy để tay ở một vị trí thôi và sau đó chúng ta đi như thế này. Các bạn sẽ thấy tất cả các hợp âm mình bấm nó sẽ ở một vị trí, trừ những cái như pha thì dĩ nhiên tay mình sẽ bị lệch ra ngoài một chút xíu thôi. Đấy, những hợp âm đặc biệt. Còn lại tất cả các hợp âm mà không chặn chiếc đấy thì tay chúng ta sẽ di chuyển rất là ít. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nó đơn giản như thế thôi. Hãy nhớ đặt tay kiểu như vậy, đừng có cứ mỗi hợp âm lại một kiểu khác nhau hoàn toàn. Khi chuyển hợp âm hãy chuyển bằng ngón tay chứ không phải là cả cái bàn tay. Đấy, cả cái cơ thể, không phải kiểu thế. Đấy, đơn giản vậy thôi. Có một cái nữa đấy là mỗi một hợp âm thì các bạn hãy chơi đủ điệu. Tức là như thế nào? Ví dụ như là mình có điệu sấp nhanh, mỗi một cái bài hát mà mình hướng dẫn ấy, hoặc là các bạn xem hướng dẫn trên mạng hay bất kỳ đâu, thì các bạn sẽ thấy là các bài hướng dẫn thì đều sẽ viết ra một cái điệu, thì các bạn sẽ thấy cái tiết tấu của cái điệu đấy. Ví dụ như là bài này mình giả dụ mình đang hướng dẫn, mình bảo điệu sấp nhanh xuống xuống lên lên xuống lên, thì các bạn hãy mặc định hiểu là xuống xuống lên lên là cho một hợp âm, tức là chúng ta đánh một hợp âm xuống xuống lên xuống lên tiếp luôn, chuyển sang hợp âm tiếp theo và tiếp tục đánh xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên. Đấy, chúng ta hãy hiểu cái quan điểm cơ bản là như thế. Và chúng ta sẽ không có một cái điểm dừng, không có một cái điểm nghỉ nào giữa các hợp âm đấy. Có nhiều bạn hỏi là anh ơi thế đánh đều hay là đánh nghỉ? Tức là có bạn nghĩ là như này, xuống lên xuống lên xuống lên xuống lên. Tức là có bạn nghĩ là như thế. Không đúng. Khi đã nói điệu như thế nào thì cứ mỗi một hợp các bạn đánh đúng cái số lượng điệu như thế, xuống xuống lên xuống tiếp luôn. Đấy, liên tục không ngừng lại đấy, liên tục. Đấy, các bạn hãy nhớ một cái điều cơ bản nó là như thế. Có một số bài thì thường là ở trong bài hát mình sẽ ghi rất rõ là hợp âm nào đấy đánh gấp đôi x2, tức là hợp âm x2 thì các bạn đánh 2 lần cái điệu đấy. Đấy, rất là dễ hiểu. Còn đoạn nào mà chia đôi, tức là sẽ có hợp âm gì đấy gạch ngang cái hợp âm gì đấy, thì hợp âm chia đôi mình cũng viết rất thường, mình sẽ viết rất rõ ở trong đấy là đánh cái tiết tấu như thế nào. Thì các bạn chỉ cần nhìn đúng cái số lượng mũi tên như thế, đánh đúng vào cái hợp âm như thế, đơn giản như vậy thôi. Và các bạn phải nhớ lưu ý là chúng ta hãy cố gắng đánh cho hết cái điệu đấy rồi mới chuyển. Bởi vì rất nhiều bạn chơi như thế này, ví dụ điệu sấp chậm, có rất nhiều bạn đánh như thế này. Chưa hết điệu đàn các bạn đã chuyển rồi, đấy là một cái lỗi rất là nặng. Chúng ta phải cố gắng đánh hết điệu đàn, ta đánh hết cái bát 3, 2, 1, 3 rồi mới chuyển. Hãy nhớ như vậy. Đấy, ví dụ như vậy, hãy cố gắng đánh hết điệu đàn, kể cả quạt cũng vậy. cái việc là đánh hết điệu đàn rồi mới chuyển thì nó hơi khó. Thì cái tiết tấu cuối cùng các bạn có thể bỏ tay ra. Nhớ là chỉ là tiết tấu cuối cùng hoặc là nửa cái tiết tấu cuối cùng thôi. Chứ nếu mà có cơ hội để đánh được hết thì các bạn hãy đánh hết. Còn nếu mà nó hơi khó thì các bạn chỉ nên là bỏ tay ra ở một nửa tiết tấu cuối cùng hoặc là một tiết tấu cuối cùng duy nhất. Ví dụ là xuống, xuống, xuống thì cái lên các bạn có thể bỏ tay ra. Đấy, ok chưa? Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đấy là một cái các bạn nhớ là như thế để chúng ta đánh cái tiết tấu, đánh cái hợp âm nó cẩn thận hơn. Đấy là tất cả những cái mà gọi là những cái tip để cho các bạn có thể nhớ được là làm thế nào để chơi hợp âm cho nó cẩn thận, để tập cho nó nhanh. Và có một cái quan trọng nhất trong tất cả các loại quan trọng, đấy là chọn bài dễ mà tập. Rất nhiều bạn gọi là vừa mới tập thôi nhưng các bạn đấy chơi các bài kiểu mà thì xong rồi tự dưng các bạn bảo úi dồi ôi, chuyển hợp âm khó thế, mình không thể nào chuyển hợp âm được. Các bạn đòi chơi những bài như thế mà các bạn bảo là không chuyển hợp âm được, đây là chuyện rất bình thường. Vì đây những bài rất là khó, các bạn phải chọn những bài đơn giản để tập chuyển. Có nhiều bạn là mới tập nhưng mà rất thích chọn những bài khó kinh khủng để tập thì dĩ nhiên các bạn không tập được là đúng rồi. Chúng ta hãy chọn những bài đơn giản thôi. Và mình từng ra một cái video mà những cái bài dễ mà mới tập nên tập bài gì. Đấy là những bài các bạn nên tập. Hoặc là các bạn có thể vào cái channel YouTube của mình, xong rồi là ở trên đấy nó sẽ có cái phần mà danh sách những bài hướng dẫn đơn giản. Thì các bạn có thể vào cái phần những cái danh sách đấy để xem những bài đơn giản và cố gắng tập theo những bài đấy. Các bạn hãy cố gắng nhá. Tức là làm sao ấy, mỗi một bài hát ấy các bạn đánh mà nó trôi chảy liên tục mà người khác hát được, hoặc là các bạn đánh theo được bài hát mà không lỗi lầm gì. Đấy, ok chưa? Nếu mà các bạn đánh theo kiểu giật cục, tức là kiểu đấy, không phải kiểu như vậy, nó phải liên tục. Đấy, thế này mới gọi là chuẩn nhá. Nếu các bạn không đánh được liên tục như này thì nó không chuẩn. Đấy, các bạn hãy nhớ là như thế. Đấy, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok, gọi là đấy là những cái gọi là để hướng dẫn các bạn làm nào để chuyển hợp nhanh. Ok, còn cứ thế mà tiếp thôi. Còn nếu mà các bạn có bất kỳ yêu cầu về bài hát nào thì các bạn nhớ lên cái Facebook cái mà cái Hiển Râu Guitar để yêu cầu ở trên đấy. Lúc nào mình sẽ có những cái post để hỏi anh em là nên làm bài gì tiếp theo. Đấy, ví dụ thế cho những các bạn đấy mà yêu cầu. Đấy, chuyển hợp vậy thôi. Ok, hẹn gặp lại bài tiếp theo nhá.